đạt thành, tri túc đạt thành, vui thai ác pháp chẳng lành nảy trôi, chẳng sanh nảy trội. Vui thai giới hạnh trẻ già, vui thai tính đức trong ta trú lành, vui thai trí tuệ đạt thành, vui thai ác pháp chẳng nảy trôi. Bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Dạ, kính mời An Minh ạ. Dạ alo, quý anh chị nghe rõ không ạ? Trời mưa lớn quá trời. Dạ, con cảm ơn cô Tuệ Duyên, chị Rạng Đông, City Na, chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thầm Mơ Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thanh Mái Jerry. Dạ, kính chào quý anh chị, em cảm ơn chị Phương Mai, cảm ơn Sít Hai Ti. Dạ, con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 333. Cảm ơn huynh trưởng. Sàng già quá cha ra xì lằng, su kha sát thà ba tí thi tà, su khô bàn nhà gia ba tí là phù, bà nàng a ca ra nàng su khẳng. Su khẳng già quá cha ra xì lằng, su kha sát thà ba tí thi tà, su khô bàn nhà gia ba tí. Su khô bàn nhà gia ba tí là phù, bà nàng a ca ra nàng su khăn. Su khăn gia qua chà ra si lăng, su kha sát tha ba tí thi ta. Su khô bàn nhà gia ba tí là phù, bà nàng a ca ra nàng su khăn. Vui thay và có giới, vui thay tính an trú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ô mưa lớn quá, mình cố là cho thiệt to. Su khăn gia qua cha ra si lăng, su kha sa tha ba ti thi ta. Su khô ban nha gia ba ti la phù, ba nang a ca ra nang su khăn. Su khăn gia qua cha ra si lăng, su kha sa tha ba ti thi ta. Su khô ban nha gia ba ti la phù, ba nang a ca ra nang su khăn. Vui thay giới hạnh trẻ già, vui thay tính đức trong ta trú lành, vui thay trí tuệ đạt thành, vui thay ác pháp chẳng sanh nảy trồi. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, nên mời Sistina tiếp theo ạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Sư Pháp Tĩnh và con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin đọc bài. Su tham gia qua cha ra si lam, su kha sa tha pa ti thi ta. Sukho panya yapati lapo papanam akaranam sukham. Sukham yakwa chakra silam sukha satta pati thita. Sukho panya yapati lapo papanam akaranam sukham. Vui thai già có giới đức, vui thai tính an trú, vui thai được trí tuệ, vui thai ác không làm. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Su khăn gia qua chế ra si lâm, su kha sa tha pa thinh thi ta. Su khô phan nha ya pa thinh la po pa pa nam
Akaranam Sutam. Vui thai giới hạnh trẻ già, vui thai tính đức trong ta trú lành, vui thai trí tuệ đạt thành, vui thai ác pháp chẳng sanh nảy chồi, hòa thượng giới đức. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Phật tính cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 33. Su khăn gia quá cha ra si lăng. Su kha sắc tha pa ti. Thi ta. Su khô banh nhà giá pa ti pa la bồ. Pa pa năng. Á cá rá năng. Su khăn. Vui thai già có giới. Vui thai tính an trú. Vui thai được trí tuệ. Vui thai ác không làm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thai giới hạnh trẻ già. Vui thai tính đức trong ta trú lành. Vui thai trí tuệ đạt thành. Vui thai ác pháp chẳng sanh nảy chồi. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong. Và kính mời bằng tay của huynh Quách Thanh Á. Dạ. Sa thu sa thu lần thầy xin cảm vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 333. Sukhang yawa chara silang. Sukha sattha patitita Sukho panya ya patilapho Papanang akaranang sukhang Sukhang yawa chara silang Sukha sattha patitita Sukho panya ya patilapho Papanang akaranang sukhang Sukhang yawa chara silang Sukha sattha patitita Sukho panya ya patipapo Papanang akaranang sukhang. Vui thay giả có giới, vui thay tín an trú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Vui thay giới hạnh trẻ già, vui thay tín đức trong ta trú lành, vui thay trí tuệ đạt thành, vui thay ác pháp chẳng sanh nảy chồi. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Mẹ Nam Mô Bụt Tha Gia, con xin được xuống ích. Ngài đến mời xích nhật trình tiếp theo. Chỉ còn một phút xích nhật trình thôi. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Quá Thanh Á. Nam mô Bụt Tha Gia. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên. Xích Rạng Đông, xích Thí Na cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin được phong bài pháp cú kinh số 33. 333. Và cảm ơn Châu Khoan, cảm ơn Vinh Quá Thanh Á cho bài học. Su Khăn Gia Quá cha ra si lăng su kha sa ta bát tích thi ta su khô bệnh nha gia bát tích la phô và ba năng a ca ra năng su khăn
su khăn gia qua cha ra si lăng su kha sa tha bát tích thi ta su khô ban nha giáp bát thi la phô bà ba năng akarat năng su khăn. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy vào đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ngang Thanh Thủy ơi. Vui thai và có giới, vui thai tính an trú, vui thai được trí tuệ, vui thai ác không làm. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cô tu nữ Thâm Á Chá Ri có cầm mic được không cô? Nếu cô cầm mic được, cô cũng cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu nha. Sư khẳng gia qua chà ra si lăng sư kha sát ta bà tịch thi ta sư khô banh nha và bà tê la vô bà ba năng a cà ra năng sư khẳng sư khẳng qua gia sư khẳng gia qua chà ra si lăng sư kha sát ta bà tích thi ta sư khô banh nha và bà tê la phô bà ba năng a cà ra năng sư khăn. Vui thai giới hạnh trẻ già, vui thai tính đức trong ta trú lành, vui thai trí tuệ đạt thành, vui thai ác pháp chẳng sanh nảy trời. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và kính chào người phương Nam và vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh chờ tín hiệu của cô tu nữ Thâm Má Chế Rí cũng như Thích Thanh Thị cũng không có thấy. Và Nam Mô Bích Tha dạ. Nhật Quỳnh cũng đang chờ hồi âm của sư Minh Mẫn mà Nhật Quỳnh cũng chưa nghe luôn. Nên giờ cũng chẳng biết làm sao. Dạ, kính chào Hoa Sen về vào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Cảm ơn Sích Thi Na, cô Ái Minh, Sích Sương Mai, Sích Trần Đạo, Sích Trần Đông, cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Tính bây giờ có ở trước máy không bạch sư. Con điện thoại cho Đại Đức Minh Mẫn không có được. Con thấy ngài chưa sư chưa online, con điện thoại mà cũng chưa thấy sư trả lời, nên con không biết Đại Đức Pháp Tính có trước máy không, không biết sư Minh Mẫn có liên lạc với sư. Dạ, xa tú vậy con biết rồi. Dạ, con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được Đại Đức Pháp Tính giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Tha Dạ. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Quá Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa. Ramma Chaloka Thibati Sahambati Katan Chali Antivarang Ayachatha Santi Thasattap Barachap Kachatika De Se Tu Thammang Anukam Bimang Bachang Sa tham ma phê rìm bì na dành cha ca dân Sua tan cha băng thăng a phi tham ma châm măng A cầu ta dân tô ta tu sạch cha đăng đăng Ba bơ ba đi dê ba đi xa dạp mạch chê. Chúng sanh tất cả muôn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc nặng nhờ ánh sáng trơ hoa lành rải tàn. Mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường. Chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi.
biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như a được nếm hương vị hù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn a một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian a bờ nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn nam mô bút tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung tịnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng ý nghĩa nguyên sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 334. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Phật tử như Quỳnh làm chúng tôi gấp quá. Gấp quá, không biết là đồng hồ có đi khác nhau không, nó gấp quá không kịp thở. Dạ hôm nay đại đức mình vẫn nói đại đức bệnh rồi. Đại đức bệnh rồi, thật ra đức không có giảng được. Chúng tôi sẽ điều tiết thay thế cho đại đức mình vẫn. Dạ chúng tôi từ ở trên chánh điện đi xuống cũng sớm sớm mấy phút vừa xuống thì nghe tự nhiên Quỳnh điện thoại sư Minh Mẫn rồi tìm chúng tôi tùm lum. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới câu kệ Pháp Cú Kinh số 334. Câu kệ này là câu kệ đầu tiên ở trong phẩm Tan Hà Quát Gác, có nghĩa là phẩm ái dục. Như thường lệ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Mát nút chất sát bát mát tát chà ri nô, mát nút chất sát bát mát tát chà ri nô, mát nút chất sát bát mát tát chà ri nô. Tan ha quát thá tí ma lú hoa ví giá, tan ha quát thá tí ma lú hoa ví giá, tan ha quát thá tí ma lú hoa ví giá. Sô lá quá tí mu ra mu rằng, sô lá quá tí mu ra mu rằng, sô lá quá tí hú ra hú rằng. Phá lá mít chăng quá quá nát mít hòa rát nát rồ, phá lá mít chăng quá quá nát mít hòa nát rồ, phá lá mít chăng quá quá nát mít hòa nát rồ. Dạ quá quá nát mi nát mi. Dạ xin lỗi quý vị, chúng tôi trong sách của chúng tôi nó thiếu chữ m dấu ngắn. Kính thưa quý vị,
Bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ nam tánh, Manu Chất Xá. Manu Chất Xá có nghĩa là người, hay là trong cái trường hợp này do chia theo sở thuộc cách số ít thành ra là của người, người hay là của người. Manu Chất, danh từ nguyên mẫu nó là Manu Chất, à, do chia theo sở thuộc cách số ít thành ra trở thành Manu Chất Xá, người hay là của người. Bamattacharino, Bamattacharino ở đây nó là một cái hợp từ, hợp từ sống dễ vui. Bamattacharino do Bamatta có nghĩa là dễ vui, chari có nghĩa là cái lối sống. Hai cái danh từ này phối hợp lại thành một cái hợp từ được chia theo sở thuộc cách số ít, thành ra nó trở thành Bamattacharino, sống dễ vui hay là sống phóng dật. Kế tiếp ở đầu dòng thứ hai thì chúng ta có một danh từ rất là quen thuộc, Tanha. Tanha có nghĩa là ái hay là ái dục. Tanha, ái hay là ái dục. Watati, Watati nó là một cái động từ. Watati có nghĩa là tăng trưởng. Watati, tăng trưởng. Tăng trưởng. Maluwa, Maluwa có nghĩa là dây leo hay là cây leo. Dây leo hay là cây leo. Quý giá, quý giá có nghĩa là như, giống như hay là như. Quý giá, bất biến từ. Ở đầu dòng thứ ba thì chúng ta có một cái đại từ so. So có nghĩa là người ấy. So trong cái trường hợp này có nghĩa là người ấy. Plakwati có nghĩa là di chuyển. Hay là nhảy leo. Di chuyển hay là nhảy leo. Plakwati. Hurra hurrang. Hurra hurrang có nghĩa là đời này đến đời khác. Đời này đời khác. Hurra hurrang. Đời này đời khác. Đời này đời khác. Rồi, kế tiếp ở dòng đầu dòng. Trái cây. Ít chăng có nghĩa là ham muốn. Ít chăng có nghĩa là ham muốn. Còn vá có nghĩa là ý vá. À, ví như ý vá. Như Wanatmin. Wanatmin có nghĩa là trong rừng. Danh từ nguyên mẫu của nó là vana, do được chia theo định sơ cách số ít thành ra thêm vào admin là Wanatmin. Wanatmin có nghĩa là trong rừng. Cuối cùng chúng ta còn một cái danh từ Wanatro. Wanatro có nghĩa là con khỉ hay là loài khỉ. Wanara
danh từ nguyên mẫu của nó là Qua Na Ra. Do được chia theo chủ cách thành ra trở thành Qua Na Ro, con khỉ này là loài khỉ. Dạ, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Gai Minh rất nhiều. Manu chắc xác ba mắt ta chà rino tàn hà quát tát tí ma lú qua quý giá sô và lát quát tí hu ra hu răng phá lát mít chăng quá quá nát mìn qua nát rô, có nghĩa là người sống đời phóng vật ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượng tham quả rừng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, kính thưa quý vị, bây giờ tiếp theo là phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 334 này. Vậy thì trước khi bắt đầu vào phần duyên sự và ý nghĩa, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhavantang abhivadeyami sokato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassana thang varamuttamahang buddhan cha dhamman cha bannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Buddha giá. Dạ, kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú Kinh số 334 này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Sawatthi, nơi tịnh xá của ông cấp cô độc Chitakwana, và đề cập đến một cái con cá có tên là cá bí lá. Con cá có tên là con cá cá bí lá đó. Ở trong cái câu chuyện này chúng ta cũng được nghe lặp đi lặp lại trong rất là nhiều cái trường hợp. Vậy thì tương truyền rằng ở trong cái thời quá khứ đó, cái câu chuyện này nó xảy ra ở trong thời quá khứ, thời Đức Phật quá khứ là nhân vị. Thời Đức Phật mà cách xa bát, thì lúc đó nó ở trong cái câu chuyện này nè, cái tình tiết nó xảy ra đó, là coi như là sau khi bậc chánh đẳng chánh giác cách xa bá đã viên tịch niết bàn rồi, lúc đó có hai anh em xin vào xuất gia tu tập ở trong giáo pháp của Ngài còn lại. Thì cái người anh có tên là Sô Thánh Á, còn cái người em là Cá Bí Lá, và người mẹ đó là Sô Thát Na, và với một cái cô em gái tên là Ta Bá Na, cũng cùng xuất gia làm tỳ kheo ni ở trong chúng luôn. Vậy thì cái duyên sự của câu kệ này đó, quý vị thấy rằng là đề cập đến bốn người, hai anh em, rồi một người mẹ, rồi một người em gái nữa. Đó, thì sau khi mà xuất gia được rồi đó quý vị, thì hai cái người con trai, hai cái người mà ở trong kinh gọi là thiện nam tử, đã làm tròn cái bổn phận đối với cái giáo thọ sư của mình. Có nghĩa là với cái người thầy tế độ đó quý vị, quý vị thấy rằng đối với cái sự xuất gia, khi mà một cái vị mà giới tử mà xuất gia được rồi thì luôn luôn có cái phận sự với cái người thầy tế độ của mình, là có nghĩa là theo hầu và theo học với cái người thầy tế độ của mình.
Thì hai anh em của cái vị này sau khi xuất gia đã làm xong cái phận sự sa môn, phận sự mà với thầy tế độ của mình xong rồi đó, thì hai cái vị này mới hỏi bạch hòa thượng, bạch ngài, ở trong cái giáo pháp này đó có bao nhiêu cái phận sự phải hành. Thì cái vị hòa thượng mới nói rằng là có hai cái phận sự cần phải hành. Thì lúc bấy giờ đó, cái vị hòa thượng mới dạy cho một là pháp học, hai là pháp hành. Thì cái vị tỳ khu mà cái người anh á, Sotthana đó, mới suy nghĩ rằng bây giờ đó là ta sẽ tu tập về cái pháp hành, có nghĩa là nói một cách gọn lại là đi theo pháp hành đó. Thì người anh khi mà suy nghĩ như vậy rồi đó, mới làm tròn cái phận sự, cái bổn phận của mình đối với cái người thầy của mình là trong 5 năm, trong vòng 5 năm. Thì sau 5 năm đó rồi đó, cái vị tỳ khu Sotthana là cái người anh đó, mới học một cái đề mục về pháp hành, cái đề mục về cái nghiệp xứ. Nói chung là đi tu thiền á, nói nôm na như là thời nay mà chúng ta nói rằng là đi vào rừng để mà tu thiền. Thì cái người anh học cái đề mục như vậy đó, rồi đi vào ở trong rừng lo tu tập một thời gian ngắn, đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán, là một cái bậc mà lậu tận, một cái bậc mà đã đoạn trừ hết những cái phiền não. Còn đối với riêng tỳ khu Cá Bí Lá là cái người em á, thì có cái suy nghĩ gì nè, cái người em mới suy nghĩ bây giờ mình cũng còn trẻ, thành ra nó cái phận sự mà pháp hành của mình á, thì để già già rồi mình sẽ hành, chứ bây giờ thì nó cũng chưa có muộn đâu đó. Thì cái vị này mới chuyên tâm là học Tam Tạng Pháp Bảo, học Tam Tạng Pháp Bảo. Thì quý vị thấy rằng á, cái vị Cá Bí Lá này á, thì khu Cá Bí Lá này á, là coi như là cũng rất là giỏi. Học một cái thời gian ngắn thôi, rồi coi như là thuộc lòng được, lão thông được Tam Tạng luôn. Quý vị thấy kinh hồn không? Một thời gian ngắn thôi mà cái vị này lão thông được Tam Tạng Pháp Bảo. Đó, khi mà lão thông được Tam Tạng Pháp Bảo rồi đó, thì cái vị này sẽ lúc đó, lúc bấy giờ đó, có nhiều cái tùy chúng, nhiều người người ta quay quanh để mà người ta cúng dâng, rồi người ta hầu hạ, vân vân, rất là nhiều. Thì cũng do cái nhân mà lỡ đắc dồi dào đó, thì cái tỳ khu Cá Bí Lá này mới phát sanh cái sự ngã mạn, mới cho rằng mình là một cái bậc đại trí. Thì cái vị này lúc bấy giờ đó mới dùng cái biện tài của mình, hãy mà ai mà nói đúng pháp á, thì cái vị đó là nói người ta nói sai pháp. Hãy ai mà nói đúng lực á, thì cái vị này nói người ta là nói sai lực. Rồi đối với bản thân của vị này á, cái gì á, mà thuộc về mà có tội á, thì cái vị này nói vô tội. Cái gì mà vô tội á, thì cái vị này mới nói rằng là có tội. Nói chung là vị này đảo lộn hết cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác Kassapa đó. Thì khi mà làm như vậy đó, quý vị biết rằng các vị trưởng lão rồi các vị tỳ khu đồng hạ vân vân, các vị mới khuyên hiền giả Cá Bí Lá đừng có nên nói như vậy, không có nên mà sửa sai, sửa những cái lời dạy của Đức Phật vân vân. Thì khi mà được các vị trưởng lão, các vị tỳ khu giảng giải như vậy đó, thì tỳ khu Cá Bí Lá là coi như là nổi sân lên liền. Thì mới nói rằng là các vị, các ông là biết cái gì, biết cái gì. Các vị giống như là cái người mà cái tay mà nắm vô cái hư không vậy đó. Có nghĩa là không, cái vị này có cái sự mà phỉ báng các bậc trưởng lão là không có biết cái gì hết, không có biết gì về pháp và lực hết. Thành ra đó, các vị trưởng lão đó thấy phiên nhủ cái vị tỳ khu Cá Bí Lá này không có hiệu quả rồi, không có hiệu quả. Thành ra các vị mới đem cái câu chuyện này nói với trưởng lão Sotthana. Trưởng lão Sotthana là
coi như là lúc này là do đắc A-la-hán rồi, thành ra các vị gọi là trưởng lão số và cũng là cái người anh của Cá Bí Lá luôn. Thì khi mà trưởng lão Sô Tá Ná nghe như vậy rồi đó, cũng đi đến khuyên giải Cá Bí Lá đừng có nói những cái điều đó, cái gì là pháp thì phải chấp nhận cái đó là pháp, cái lời dạy của Đức Phật, cái gì là luật, cái lời ngăn cấm của Đức Phật, thành ra phải chấp nhận cái điều đó là ngăn cấm, chứ không có được nói sai lệch. Thì lúc đó quý vị biết rằng Ngài Sô Phá Ná đó, Ngài mới cũng khuyên Cá Bí Lá là cái người, cũng là cái người đồng xuất gia với mình và cũng là cái người em của mình. Ngài khuyên nhủ ba lần như vậy, ba lần như vậy mà không có được cái kết quả gì hết, không có được cái kết quả gì hết. Thì sau khi mà khuyên nhủ rồi đó, thì quý vị thấy rằng Ngài Sô Thá Ná đó, Ngài cũng hết tuổi thọ rồi, thành ra lúc đó Ngài mới viên tịch Niết Bàn trong cái ngày hôm đó. Thì khi đó đó, quý vị thấy rằng đối với hiền giả Cá Bí Lá đó, là coi như là chẳng những mà không nghe, mà càng ngày càng có cái tánh cống cao ngã mạn hơn nữa, rồi từ đó đó khinh thường, coi thường những cái vị tỳ kheo có giới hạnh, rồi phỉ báng những cái vị tỳ kheo có giá hạnh, có giới hạnh. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng lúc đó các vị mà có giới hạnh đàng hoàng đó, các vị không có qua lại với tỳ khu Cá Bí Lá nữa. Mà Cá Bí Lá thì lúc đó cái hội chúng càng đông, là có nghĩa là những cái hội chúng, những cái người mà coi như là A Dua đó, A Dua theo Cá Bí Lá đó, thì cái số người đó càng ngày càng đông. Thành ra quý vị biết rằng có một cái ngày kia là một cái ngày rằm, các vị mới hội họp nhau ở trên cái Sima để mà chuẩn bị Bồ Tát, chuẩn bị tụng giới bổn. Thì tỳ khu Cá Bí Lá đó mới đi đến đó, đi đến đó rồi ngồi lên cái chỗ đã soạn sẵn cho cái vị mà tụng giới bổn đó. Thì lúc đó mọi người người ta im lặng đó. Cá Bí Lá có hỏi mọi người cũng không có trả lời, mọi người cũng không có trả lời. Thành ra đó, lúc đó Cá Bí Lá mới có cái tâm phẫn nộ, có cái tâm phẫn nộ là nói là các vị đâu có biết gì về cái nào là lực, cái nào là pháp. Thành ra đó, bây giờ tôi nói thẳng với các vị là coi như là pháp cũng không có, mà luật thì cũng mình có hành trì thì cũng không có lợi ích gì. Đó, thành ra đó, khi mà nói vậy rồi đó, thì Cá Bí Lá bỏ đi. Cá Bí Lá bỏ đi. Thì quý vị biết rằng ở trong kinh đó, mới nói lại á, là do cái lời nói của Cá Bí Lá như vậy á, làm cái tổn giảm cái tuổi thọ của giáo pháp, tổn giảm cái tuổi thọ của giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Đó, thì chính vì cái sự phỉ báng này nè, mà tỳ khu Cá Bí Lá đó, sau khi thân ngoại mạng chung đã rơi vào địa ngục A Tỳ. Thì lúc đó, đó ở trong kinh đó, kể lại đó, đối với mẹ của Cá Bí Lá, với em gái của Cá Bí Lá, lúc đó cũng có cái xu hướng theo Cá Bí Lá. Hãy mà cái vị tỳ kheo nào mà khuyên nhủ Cá Bí Lá đó, thì cái người mẹ và em gái này cũng phỉ báng những cái vị đó. Thành ra người mẹ và em gái cả hai cũng bị sanh xuống địa ngục luôn. Cả hai bị sanh xuống địa ngục luôn. Rồi bây giờ đó, cái giai thoại này đó, chúng ta ngừng ngay cái chỗ này. Thì lúc bấy giờ đó, vào cái thời đó đó, cũng có 500 cái thanh niên, 500 chàng thanh niên đã có cái sự mà kết bè kết đảng với nhau thành một cái băng cốt rất là dữ, một cái băng cốt rất là dữ dằn. Rồi quý vị thấy rằng cái băng cốt này lúc này nó lộng hành ở trong kinh thành cho đến những cái nơi mà thôn quê luôn. Đó, thì lúc đó cái người dân ở trong thành mới coi như là kết hợp cùng với quan quân kết hợp lại, cũng như là truy nã đó, truy đuổi. Thì
Lần đó 500 thanh niên này bị truy đuổi, truy cùng đuổi tận, thành ra đã bỏ chạy vào rừng. Bỏ chạy vào rừng thì lúc bấy giờ không còn đường thoát rồi. Thì 500 tên cướp này mới gặp một cái vị sư đang ngồi mà hành thiền ở trong rừng. Đó thì lúc đó 500 cái vị này nói: bạch ngài, tội lỗi của chúng con làm đã làm như vậy rồi, bây giờ chúng con bị truy đuổi rồi. Có nghĩa là cái sự mà chết đó, nó nhiều hơn cái sự sống. Thành ra xin ngài hãy làm cái chỗ nương tựa cho chúng con. Thì lúc bấy giờ cái vị sư đó mới nói rằng là bây giờ không có ai làm chỗ nương tựa cho các ngươi được hết, chỉ có Tam Bảo thôi. Chỉ có Tam Bảo mới là cái chỗ nương tựa của các ngươi. Đó, rồi cái Tam Bảo mà các ngươi nương tựa đó là các ngươi bây giờ hãy nương tựa bằng chính cái giới hạnh của mình. Cái giới hạnh của mình. Quý vị thấy rằng 500 tên cướp này đó cũng còn cái duyên lành là gặp cái vị sư này. Cái vị sư này sau khi chỉ xong rồi đó, cái vị sư này mới truyền giới, mới cho 500 thanh niên này thọ trì tam quy ngũ giới, truyền giới. Sau khi truyền giới rồi đó thì cái vị sư này nói: các ngươi hãy an trú ở trong giới, dù cho các ngươi mà có bị chặt, bị chém, bị đánh, bị như thế nào đi nữa, các ngươi cũng không khởi lên cái niệm ác ý, không có khởi lên cái ác tâm đối với cái người mà chặt chém hay là đánh đập mình. Quý vị biết rằng 500 tên cướp này coi như là nghe lời cái vị sư đó răng rắc, nghe lời cái vị sư đó răng rắc luôn. Đó thì quả thật cái sự việc nó xảy ra y như cái vị sư này nói, là coi như là quý vị thấy rằng là coi như là dân làng rồi quân đội vô, là coi như là gặp 500 tên cướp này. Thì quý vị biết rồi, cái xứ Ấn Độ thời đó mà, cái xứ Ấn Độ mà quý vị thấy rằng là coi như là hồi đó giờ chúng tôi nghe mà đánh chết tươi đó, đánh chết tươi, chúng tôi không có hình dung ra được đánh chết tươi là như thế nào. Nhưng mà sau những chuyến mà đi ở bên Ấn Độ rồi đó, thì chúng tôi gặp những cái cảnh mà đánh chết tươi đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng một người mà vi phạm một cái gì đó, bị đưa ra giữa cái đám đông, mỗi người cầm một cái cây, quất, coi như là quất từ ở trên đầu, từ ở trên lưng, từ ở chân tay, vân vân, là quý vị biết là đánh tới chết luôn, đánh tới chết luôn. Thành ra bây giờ hồi đó mình nghe nói là đánh chết tươi chứ mình không hiểu đánh chết tươi là như thế nào. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cái cảnh ở bên Ấn Độ thì mình mới biết chết tươi là như vậy đó. Đó thì 500 tên cướp này là quý vị biết rằng là bị quân đội với dân đồ này kia vân vân đã đánh đập. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Sao mình thấy im quá. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Chứ không là chúng tôi tưởng đang thuyết cho chư thiên nghe. Đó thì quý vị thấy là coi 500 thanh niên này là bị đánh chết tươi luôn. Nhưng mà ở trong kinh kể lại là coi như là 500 thanh niên này lúc đó đau đớn tận cùng xương tủy, nhưng mà không khởi lên một cái tâm ác nha quý vị. Không khởi lên một cái tâm mà đánh trả lại. Đây là một cái điều cũng rất là hay quý vị. Đây là một cái điều cũng rất là hay. Quý vị, mình nói vậy chứ mình nói mình tu tập tâm từ, nhưng mà thật sự ra đó, gặp nghịch cảnh tí xíu, gặp nghịch cảnh tí xíu là mình đã khởi lên cái sự khó chịu rồi. Nhắc đến những cái tâm từ đó, hay là nhắc đến những cái tâm bi, tâm hỷ, tâm xả rồi này kia vân vân, nói chung là nhắc đến về đạo đó, thật sự ra tự nhiên cái tâm của chúng tôi đó, nó có một cái sự mà nó nhìn cảm thấy nó hơi đau lòng quý vị. Nhìn nó hơi, cái cảnh nó hơi đau lòng. Là ở đây thì chúng tôi xin phép là chúng tôi được nói cái chuyện riêng tí xíu, cái chuyện riêng tí xíu. Chúng ta thấy rằng tất cả ở những cái tôn giáo bạn đó, ví dụ như là Bắc Tông hoặc là Khắc Sĩ, mình tạm cho rằng là mình nói người ta là không có tu theo chánh pháp đi, không có tu theo chánh pháp đi. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị, các vị trưởng lão ở bên đó đó, người ta cũng có một cái tâm từ tâm bi dữ lắm quý vị.
Có nghĩa là ở trong những cái hệ phái đó, nó luôn luôn người ta có một cái vườn hoặc là một cái rẫy, rồi ở đó người ta dựng lên một cái niệm Phật đường hay là một cái am gì đó vân vân. Để chi vậy quý vị? Để những người nào mà trong cái đời tu đó mà bệnh hoạn hoặc là về già hết xài, về già cũng như là giống như là lúc đó là hết cái sự mà mình được trọng dụng rồi đó, thì cuối đời của những cái người đó, thí dụ như là những thiện nam tín nữ nè, những cái cư sĩ mà đã từng hộ độ rồi bây giờ đến tuổi già đó, rồi hết tiền hết bạc rồi, thành ra cũng đi đến chùa cũng không còn ai người ta ngó ngàng đến đó. Hoặc là những vị sư, những cái vị tu sĩ khi mà lực cùng sức cạn rồi, cũng như là giống như hết thời rồi, thì vẫn có một cái rẫy, vẫn có một cái niệm Phật đường, vẫn có một cái chỗ để mà về đó như là an dưỡng chờ chết, an dưỡng chờ chết. Nhưng mà mình nhìn lại đó, thì ở trong những cái tôn giáo bạn, người ta đều có những cái rẫy, những cái vườn, những cái ruộng đó hết quý vị. Còn đối với ở trong Phật giáo nguyên thủy của mình thì cái nơi đó không có quý vị. Cái nơi đó không có. Có nghĩa là Phật giáo nguyên thủy của mình mình thấy rằng là đau lòng cái chỗ này. Khi mà những cái vị tu sĩ còn sức, còn thiết giảng, còn đi đây đi đó được vân vân, thì nó coi như là còn cái chỗ để mà lưu trú. Rồi đến khi nào mà hết thờ rồi, hết thờ rồi, hoặc là hết sức rồi, hết tài rồi, hết lực rồi vân vân, thì mà đã đổ một cơn bệnh hoạn nữa, thì cuối cùng thì nếu mà người nào mà có nhà đó thì gia đình sẽ rước về để mà nuôi, chứ không có một cái chỗ nào mà gọi là tam bảo mà để mà nương tựa nữa. Thì quý vị nghĩ đi, đối với những vị tu sĩ mà còn không có cái nơi nương tựa nữa, thì huống hồ chi thiện nam tín nữ. Bây giờ quý vị còn khỏe như vậy, quý vị còn sinh hoạt được vân vân, sau này mà quý vị mà về già rồi đó, mình già rồi, mình hết sức rồi, mình hết tiền rồi, hết tụng kinh nổi luôn rồi, bây giờ chỗ nào quý vị? Nếu mà quý vị mà có con á, mà con nó không cho quý vị nương tựa, rồi quý vị nương tựa ở đâu? Rồi chùa cũng không có chỗ nương tựa nữa. Thành ra nó nhìn cái cảnh này á, chúng tôi cảm thấy nó đau lòng quý vị. Nhìn cái cảnh này chúng tôi cảm thấy đau lòng. Chúng tôi cũng mong rằng nếu mà sau này đó, chúng tôi mong rằng sau này mà chúng tôi đủ khả năng, đủ khả năng thì chúng tôi sẽ làm những cái an dưỡng đường, những cái an dưỡng đường. Có nghĩa là chúng tôi sẽ làm những cái phòng, những cái dãy phòng để cho giống như là bây giờ giống như là cái trại dưỡng lão. Mà cái trại dưỡng lão này á là để dành cho ai? Để dành cho tu sĩ hết thờ, hết thờ hết giận rồi đó, hết thờ hết giận, hết sức, hết lực, hết, nói chung là cái gì cũng hết rồi, cho về là ở lại dưỡng lão. Tại vì quý vị biết không, khi mà mình ở dưỡng ở trong một cái ngôi chùa đó, ít nhiều gì đó cái tâm thiện mình nó cũng sanh lên đó. Rồi chúng tôi sẽ làm một cái giải đối diện nữa, là để dành cho những người mà đã từng cộng sự, những người thiện nam tín nữ đã từng cộng sự với tam bảo, để mà có cái nơi mà nương tựa. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ cần có được cái chỗ thôi, mình chỉ cần có được cái chỗ thôi, thì lúc đó ở trong chùa thì người ta cúng nhiều thì ăn nhiều, cúng ít thì ăn ít. Và thật sự ra con nói thiệt, cái này đau lòng lắm Thượng Tọa Minh Thành. Cái này ở Phật giáo nguyên thủy mình rất là đau lòng. Không có những cái vị tu sĩ hoặc là những cái người mà thiện nam tín nữ đó, mà sau này mà mình bệnh hoặc là mình, nói chung là hoặc là mình lỗi thờ đi, cũng như là mình giờ hết duyên, hết dáng, hết sức, hết lực gì rồi, không, nếu mà những người đó mà không có con cháu á, không biết nơi nào để mà nương tựa, không biết chỗ nào mà nương tựa, thành ra mình nhìn lại. Nhưng mà quý vị biết á, ở bên những cái tôn giáo bạn của mình á, ở bên những cái tôn giáo bạn của mình á, là người ta rất là hay.
người ta có một cái chùa riêng đó, coi như là hư hỏng nè, rồi già nè, rồi này kia, rồi coi như là người ta thảy về. Thảy về cũng như là quý vị biết những người mà người ta nuôi gà đá không, à, khi mà con gà đó nó bị thương, nó bị cũng như là nó bị đâm lúc cán lúc cựa rồi đó, là coi như là nó hết đi đá nữa rồi, người ta thả về vườn, thả về vườn rồi nó sống chừng nào nó chết thôi. Đó thì thực sự ra ở bên những cái tôn giáo bạn người ta có những cái chỗ đó, đó. Thì chúng tôi cũng có cái ước là sau này chúng tôi làm những cái điều đó, nếu mà còn sống, còn tu, còn sống thì sẽ ráng thực hiện ước muốn đó. Chúng tôi cũng phải nói rằng là cũng có cái máu phải nói một cách dễ hiểu là có cái máu thích mình làm việc gì đó có ích lợi cho hội chúng, dù cho người đó là người tu hay là dù cho người đó là người đời, chúng tôi cũng thích làm những cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi chúng tôi cũng nói, các vị nói trời ơi những người đó rất là mệt mỏi nha quý vị, làm những cái chuyện đó rất là mệt mỏi nha quý vị. Tại vì quý vị thấy rằng đối với bây giờ chúng ta còn trẻ đó, thì kẽn cái chúng ta xuống ăn cơm, kẽn cái chúng ta xuống lên tụng kinh, chúng ta còn nhanh nhẹn. Còn lúc đó quý vị thấy là bệnh hoạn già lụng cụng nè, là coi như là mệt lắm á, coi như là mình lo đối với những người đó rất là mệt. Nhưng mà chúng tôi nghĩ vì cái hội chúng để cho mọi người người ta tin tưởng cái đời sống tu tập này, còn trẻ thì cống hiến cho Tam Bảo được, còn khi về già cũng còn có một cái chỗ nào đó để mà nương tựa, thì nếu mà con cháu của những người đó người ta nhìn vào đó thì người ta cũng có cái niềm tin, người ta cũng đặt niềm tin vào Tam Bảo đó. Bây giờ trở lại với cái câu chuyện mà chúng tôi kể về 500 tên cướp, quý vị biết là coi như là chết sạch 500 tên cướp mình chết sạch, nhưng mà được cái là sanh lên cõi chư thiên, do giới trong sạch, an trú ở trong tam quy và ngũ giới. Thành ra quý vị, cái chỗ này quý vị thấy quan trọng nè quý vị. 500 tên cướp này là coi như là đến nỗi mà gây thù, gây oán hận rất là dữ dội. Đến nỗi mà dân chúng mà kết hợp với quân đội để mà truy cùng đuổi tận luôn. Đó thì quý vị biết cái ác nghiệp này nó ghê tới cỡ nào. Đó mà cuối cùng may mắn cái là gặp được cái vị sư này, rồi xin nương tựa vị sư này. Vị sư này nói bây giờ chỉ có Tam Bảo là cái chỗ nương tựa của các ngươi thôi. Đó mà bây giờ bằng cách là các ngươi phải quy Tam Bảo giữ giới. Đó, vậy mà quý vị thấy rằng coi như là giữ trong cái niệm đó, không khởi lên cái ác ý. Khi mà bị đánh đập đến chết luôn đó, rồi 500 vị này sanh lên cõi trời, sanh lên cõi trời mà quý vị biết rằng cũng coi như là cũng đỡ lắm nha quý vị. Suốt một thời gian mà không có vị Phật xuất hiện đó, là quý vị biết cái thời gian đó rất là dài nha, cái thời gian đó rất là dài. Rồi đến khi mà đến cái thời Đức Phật Thích Ca của mình, Đức Phật Gotama, thì 500 vị này đó cũng sanh xuống tại cái thành Savatthi luôn. Đó, cũng sanh xuống rồi cũng làm bạn bè chung với nhau luôn quý vị. Người nào mà hồi trước làm chúa đảng thì bây giờ cũng làm chúa ở trong 500 thanh niên này. Đó có nghĩa là 500 đứa bé này sanh cùng ngày. Đó mà quý vị biết chúng tôi sau này mình thấy mình đọc ở trong kinh nó có nhiều cái chi tiết hay lắm quý vị. Khi mà cái người mẹ của cái đứa bé đó sanh con ra đó, cái người mẹ đó mới cho người làm của mình đi tìm coi trong kinh thành này ngày nay có ai mà sanh cùng thời gian với con mình không. Đó, có đi tìm, có 499 đứa nữa. Rồi người mẹ này xuất tiền ra để mà lo cho những đứa bé mà được sanh cùng ngày. Thành ra từ thở mới sanh ra là những đứa này nó đã là bạn, đã là có cái sự thân thích với nhau rồi. Thành ra lớn lên nó cũng đi chung với quý vị, lớn lên cũng đi chơi chung với nhau. Thì khi mà đến tuổi trưởng thành cũng đi bắt cá gì đó, mà một hôm bắt được con cá màu vàng. Con cá này là coi như là nó có cái mình con cá này coi như là màu vàng rất là óng ánh, ở trong kinh kể rất là đẹp. Đó,
Đến nỗi 500 thanh niên này mới đem đến mà để mà dâng tặng cho ông vua Bát Xê Na Đí. Ông vua Bát Xê Na Đí nhìn con cá đó là coi như là thấy nó đẹp, nó đẹp rồi ông vua cũng muốn đi đến hỏi Đức Phật coi cái tiền thân của con cá này như thế nào. Đó thì trên đường di chuyển đến Đức Phật đó là coi như là con cá này nó ngáp lên cái nữa. Trời ơi, quý vị biết là coi như là cái miệng nó vừa ngáp ra cái là nó thối hết cái kinh thành luôn. Đó thì ông vua mới trình bày với Đức Phật. Đức Phật mới nói, này đại vương, cái con cá đó nó do cái mình nó đẹp như vậy á, là trước kia đó nó là một cái vị tỳ khu thường xuyên tán dương ân đức Tam Bảo, Arahant Samma Sambuddho vân vân, tán dương ân đức Tam Bảo, thành ra do cái công đức đó mà có cái dáng hình nó đẹp như vậy. Còn cái mùi thối ở trong miệng mà nó lan tỏa khắp cái kinh thành á là do phỉ báng lực và pháp của Như Lai Kassapa. Đó, do cái nghiệp đó thì Đức Phật lúc đó mới dùng thần thông của mình để mà hỏi con cá đó, rồi cho con cá đó nó trả lời cho những người đứng nơi đó nghe. Đó, cho những người có mặt nơi đó nghe. Thì Đức Phật mới hỏi, này Cá Bi La, trước kia ngươi là ngươi tên là gì? Đức Phật hỏi, này cá A Chí Ra Quá Ti, trước kia ngươi tên gì? Thì con cá trả lời, bạch Đức Thế Tôn, con là tỳ khu Cá Bi La, rồi do con tạo cái nghiệp con phỉ báng đến những bậc có giới hạnh và luôn cả pháp và lực ở trong quá khứ của Đức Phật quá khứ, thành ra sau khi con chết rồi con sanh xuống địa ngục, và đồng thời có mẹ và em gái của con cũng phỉ báng, người ta cũng bắt chước như con mà phỉ báng những cái bậc mà có giới hạnh, thành ra họ cũng sanh xuống địa ngục luôn. Còn anh của con là coi như là trưởng lão Sotthana đã là một cái vị A La Hán viên tịch niết bàn rồi. Đó thì Đức Phật mới hỏi là, vậy thì bây giờ hết cái kiếp làm cá rồi thì ngươi sẽ đi về đâu? Thì cái vị này biết, mà cái vị cá Bí Lá này biết, bạch Đức Thế Tôn, con hết kiếp cá này rồi, con phải sanh xuống địa ngục nữa. Đó thì khi mà trả lời dứt cái câu hỏi này rồi đó, thì quý vị biết Cá Bí Lá đó mới coi như là nhớ lại chuyện xưa mà buồn tức, thành ra đã dùng cái đầu của mình mà đập vô cái thành của chiếc thuyền. Và sau khi chết lại thọ sanh địa ngục một lần nữa, sanh xuống địa ngục một lần nữa quý vị. Đó thì quý vị thấy rằng khi đó Đức Phật mới thuyết lên cái câu kệ này. Đó, do có cái duyên sự này nên Đức Phật đã thuyết lên cái câu kệ này. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái câu kệ đầu tiên này đó, người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượng tham quả rừng. Thật sự ra con người của chúng ta, quý vị thấy rằng coi như là cái ái là nó ái tùy nguyên rồi, mà đã có ái tùy nguyên rồi, rồi mình gặp những cái cảnh mà lợi lộc chức quyền địa vị vân vân, nó phát sanh, thành ra đó quý vị thấy rằng lúc đó đó là mình coi như là mình sẽ càng ngày càng tham muốn, càng ngày càng tham muốn. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập của mình cũng vậy. Quý vị thấy rằng có nhiều khi mình được người ta khen gì đi đó, ở trong đây quý vị thấy rằng con người mình nó rất là ngon. Nếu mà mình nhắc đến bệnh và chết là hai cái thảm trạng của kiếp sống, thì tự nhiên là coi như là cái tâm mình nó sẽ an trú ở trong cái sự vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy rằng ở trong cái lớp học này mà mình tự mình tăng bốc, mình tán thán với nhau, là quý vị thấy rằng coi như là tâm ngã mạn của mình nó sẽ phóng lên. Cái tâm ngã mạn mình lúc bây giờ, ngã mạn tiền miên đó quý vị, là tự nhiên nó sẽ phóng lên. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều khi đó tự nhiên cái mình nói mình tu, mình tu, nhưng mà mình chỉ cần mà bị phóng dật tí xíu thôi, ai mà người ta khen mình giỏi, vừa trẻ, vừa đẹp, vừa duyên dáng, là tự nhiên tuy rằng mình không có trả lời, nhưng mà quý vị thấy tâm mình nó sao quý vị? Vui vui, vui vui chứ quý vị, vui vui ở trong đó.
nhà vui vui ở trong nó rồi, coi như là quên đi cái sự vô thường khổ vô ngã. Thật sự thí dụ như giờ quý vị thấy rằng mình già thiệt già, đúng bây giờ mình già, nhưng mà tâm của mình mà chỉ cần mà phóng tâm tí xíu thôi, phóng dật tí xíu thôi, ai đó người ta khen mình đẹp rồi duyên dáng rồi nói chuyện dễ thương rồi này kia vân vân, là coi như là lúc đó là mình dính liền, coi như là dính cái này là dính tên, dính tên mà cũng như là dính cái mũi tên mà nó được bọc nhung, được bọc kẹo ở bên ngoài, thành ra nó vô tới tim luôn, mình không có biết được quý vị. Thì chúng tôi nói về cái điều này để chỉ vì để cho chúng ta biết rằng là cái đối với chúng ta đó thì còn phàm phu, hãy mà còn phàm phu á thì ngã mạn tùy miên, ngã ái tùy miên, tà kiến tùy miên, cái gì nó cũng còn tiềm ẩn ở trong đây hết. Chỉ cái tâm của mình mà chạy theo cái ngọn gió đời, được lợi, được danh, vân vân, chúng ta chạy theo cái ngọn gió đời, chỉ cần một ngọn gió nào mà nó thổi vô một cái là bắt đầu là coi như là mình bị dính liền. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta phải ráng cố gắng có cái chánh niệm, cố gắng có cái chánh niệm. Vậy thì mình có cái chánh niệm bằng cái cách nào? Người ta khen mình cũng ghi nhận, cũng ghi nhận, nhưng mà sau đó mình sẽ quay trở lại cái đề mục mình tu tập, hoặc là mình sẽ quay lại với cái phận sự của mình đang hành đó. Thì quý vị thấy rằng đối với tỳ khu Kapila đâu phải là một cái vị tầm thường đâu quý vị, một cái vị trong thời gian ngắn mà lão thông tam tạng, trong một thời gian ngắn thôi mà đã lão thông được tam tạng rồi, thì quý vị thấy rằng là coi như là đâu phải chuyện bình thường. Nhưng mà ở trong chú giải nói rằng là lão thông tam tạng vị đó, nhưng mà do đạo quả nó chưa có phát sanh đến người đó, thành ra vẫn bị chi phối, mà hãy mà lợi lộc cung kính danh vọng mà nó đến thì giống như là cái dây leo mà nó quấn lên cái thân cây, nó quấn lên thân cây thì coi như là cái cây đó nó sẽ chết. Thì cũng vậy đối với thân và tâm này của mình, khi mà địa vị lợi lộc chức vụ quyền hạn vân vân mà nó đến với mình là coi như là tự động cái đó nó sẽ ăn mình từ từ, nó phá hủy mình từ từ. Thành ra đó, lúc đó mình là cái người mà tu tập đó, thì mình biết được mình là con là phàm. Rồi mình đọc những cái câu chuyện này, mình nghe những cái câu chuyện này, mình biết những vị như vậy mà còn phải mà bị mà xui tai mà chịu chết với cái danh lợi hoặc là danh vọng vân vân, thì mình nhìn cái đó để mà mình có cái sự mà chú ý, mình có cái chú ý, mình luôn luôn nhắc ở trong tâm của mình, thì coi như là có lần thì mình sẽ thoát được, có lần mình sẽ thoát được. Cũng như là chúng tôi nói, thí dụ như bây giờ quý vị thoát không được, nhưng mà do quý vị có cái sự chú tâm, chú ý, thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ mười mình sẽ thoát được. Thì từ cái thoát đó rồi mình có cái sự tu tập từ từ, thì nó mới có một cái nội lực, nó mới có một cái nội lực. Còn bây giờ mình nghĩ, ôi mình còn phàm phu mà hơi đâu, mà bây giờ phải chịu thôi, thì coi như là nó càng ngày nó càng đi suốt, càng ngày nó càng đi xuống, từ cái con số 1 mà nó đi xuống số âm luôn. Còn mà mình nghĩ phàm phu thì phàm phu, nhưng giống như là mình lấy ngã mạn mà trừ ngã mạn đó, bên tôi còn phàm phu còn phàm phu, nhưng mà tôi ráng tôi ráng, tôi không để bị những cái ái dục này nó chi phối, những cái danh lợi này hoặc là lợi lộc gì đó nó chi phối, thì chúng ta tu tập được lần này thì coi như là cái số nó càng ngày nó càng tăng, có nghĩa là cái thiện pháp càng ngày nó càng tăng. Chứ nếu mà mình nghĩ rằng cái bậc lão thông tam tạng mình chịu không nổi nữa, huống chi mình là còn là phàm phu, thì mình nếu mà mình nghĩ như vậy đó thì là mình tuột luôn, mình tuột luôn quý vị. Còn nếu mà mình nghĩ rằng là thôi nói mình phàm, nhưng mà mình cũng ráng tu tập, thì trong 10 lần tu tập đó thì cũng có 3 lần nó đậu, 4 lần nó đậu vân vân, thì nó cũng đỡ hơn
đỡ hơn là mình không tu tập. Đó thì kính thưa quý vị, cái bài bài kệ này đó thì trong cái phần này là có tới ba cái bài kệ. Hôm nay thì chúng tôi chỉ đảm trách cái bài kệ đầu thôi, 334. Mai mốt đây quý vị sẽ được nghe 335, 336, 337 nữa mới hết cái phần duyên sự của bài này. Hôm nay thì chúng tôi xin đảm trách về cái phần này thôi. Đến đây chúng tôi cũng xin dứt lời, cũng xin kính dâng cái phước báo này đến chư tôn đức tăng và quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Tháp Bà, Ngã Quỷ, A-tu-la, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mai, chư thiên chúa diêm dương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong các ngài các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Và sẵn nhân tiện ở đây thì chúng tôi cũng xin cảm niệm công đức của một cái vị Phật tử nào đó đã giấu tên. Cái vị Phật tử đó đã cúng dường đến giảng sư trong rum pháp cú này, mỗi vị giảng sư là 1 triệu đồng. Và chúng tôi đã nhận được rồi, chúng tôi để khoảng chừng nửa tháng nữa, nửa tháng nữa có nghĩa là 10 ngày hoặc nửa tháng nữa, chúng tôi coi có phát tài sản thêm không. Nếu mà có phát sanh thì chúng tôi sẽ chuyển cúng dường một lượt luôn, còn nếu mà không có phát sanh nữa thì chúng tôi sẽ chuyển y như cái số tiền mà cái vị Phật tử giấu tên đã cúng. Là có nghĩa là chúng tôi chờ coi từ bây giờ tới ra hạ, coi có phát sanh tài sản, có ai phát tâm cúng nữa đó, thì chúng tôi nhập vào, chúng tôi gỡ một lần cúng dường đến các vị giảng sư. Còn nếu mà từ bây giờ đến ra hạ đó mà không có phát sanh, thì chúng tôi sẽ chuyển y cái số tiền mà chúng tôi đã nhận được. Thành ra chúng tôi muốn nói ra để quý vị quan hỷ, để nhiều khi quý vị thấy rằng sao gỡ lâu rồi mà không có thấy nghe nói gì hết. Vậy thì bây giờ cuối cùng mà mong cho tất cả chúng ta sẽ được giải thoát đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, sa thú. Lành thay, chúng con kính tri ân đại đức Phật Tính đã giảng bài học số 334 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính